nghèo vậy luôn hả? Trời ơi, sao tôi cảm giác đồng cảm với cậu vậy? Hả? Đồng cảm á? Thôi bạn đừng có buồn. Vậy là bạn cũng nghèo giống như tôi hả? Mất nghe rồi, nhà tôi cũng rất là nghèo luôn. Mỗi ngày tôi phải ăn sáng bằng tôm hùm của Alaska rồi cua hoàng đế. Hả? Lúc nào cũng vậy ấy. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Dạ thưa bà chủ, con biết lỗi rồi. Bà chủ làm ơn tha lỗi cho con đi. Bà chủ đừng có đuổi con về quê nha. Đừng đuổi con ra khỏi nhà nha bà chủ. À mà quên, còn cái nhà nào nữa đâu mà đuổi. Trời đất ơi, cậu mà chị nói chuyện gì đâu mắc cười dữ vậy. Lập banh nhà tôi bây giờ nó tôi không đuổi làm sao. Dạ thưa bà chủ, cái nhà này á đâu phải là lỗi do con đâu, do cái bạn kế bên nhà á bà chủ, cái bạn hàng xóm ấy nè, bạn đó phá con á bà chủ. Trời trời, cậu nghĩ tôi lặn mất rồi cậu lừa tôi hả? Dạ làm banh nhà tôi xong rồi bây giờ còn đổ lỗi luôn hả? Dạ cậu không? Sinh viên nghèo tôi thương tôi cho cậu thuê, bây giờ cậu làm banh nhà tôi rồi bị đập gì á, vợ cái chân nói lão là sao hả? Dạ cậu tính sao hả? Dạ dạ thôi bây giờ bà chủ bớt giận đi, bà chủ bớt giận đi, bây giờ á nhà thì thôi được rồi, coi như là con làm nổ thì con sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ con sẽ xây lại nhà cho bà chủ được không bà chủ? Chứ bà chủ mà bắt con đền á, con sinh viên nghèo mà tiền đâu mà đền á bà chủ. Xây nhà hả? Thì ta nghĩ coi. Tích dạ. tắc. Hai. Thôi nói chung cũng được, tôi sẽ cho cậu xây nhà. Nhưng với một dạ. điều kiện. Dạ. Với một điều kiện. Ủa điều kiện? Mai xong được không? Hả? Cái gì? Hôm nay xây là ngày mai phải xong á. Ủa bà chủ ơi, con là người bình thường chứ phải siêu nhân đâu mà xây nhanh dữ vậy bà chủ. Kệ, bây giờ tôi không cần biết bây giờ cậu làm cách nào, cậu mọc cánh hay cậu biết là Superman, cậu lo mà xây cái nhà mai mà tôi không thấy cái nhà ha. Trời ơi, là cậu bây giờ ở chuồng heo chứ không có chuồng heo mà ở ha. Dạ, con biết rồi thưa bà chủ. Dạ con cảm ơn bà chủ. Trời ơi. Bà chủ giận mình rồi các bạn ơi. Cái nhà bây giờ một ngày làm sao mà xây xong cái nhà được đây trời, bà chủ làm khó mình quá vậy ta. Thiệt luôn á, đã nghèo rồi không có tiền rồi mà tự nhiên còn bị nổ ở nhà, bây giờ phải xây sửa lại. Cũng may á cái nhà này chỉ là nhà bình thường hả bạn, nhà này nhà nhỏ á, chứ gặp mà mấy cái nhà to giống như căn biệt thự sau lưng mình nè, hoặc là mấy căn nhà xung quanh đây nè, là mình đền chết luôn á, mình không có tiền đâu mình đền. Thôi được rồi, dù gì thì mẹ mình với ba mình ở dưới quê cũng mới gửi lên cho mình ít tiền. Thôi, chắc là mình sẽ đi mua vật liệu xây dựng để mình về mình xây lại cái nhà này thôi các bạn ơi. Khổ ghê á, đã nghèo rồi mà còn mắc cái eo nữa. Cuối cùng cũng mua xong vật liệu xây dựng rồi các bạn ơi. Tốn quá trời tiền luôn á. Nhưng mà không sao, dù gì thì ba mẹ mình ở dưới quê á, bán gà bán heo để đem tiền lên cho mình ăn học. Thì thôi, mình đã lỡ rồi là làm hư nhà của bà chủ rồi, thì mình phải sửa lại nhà cho bà chủ để mình đền cho bà chủ chứ. Mình là một con người sống có trách nhiệm mấy bạn hiểu không? Đó, xây nhà để còn có nhà để còn ở, để sắp tới còn đi học nữa chứ. Khổ ghê luôn á trời, bây giờ không biết phải sao đi nữa. Đầu tiên là mình phải lắp cái đất lại trước nè, để cho nó bằng phẳng đã bạn à, không thôi tí nữa nó sập xuống một cái là xong mình luôn á. Ok, lắp lại cho bằng phẳng nè. Cũng khá là đẹp rồi đó. Tiếp theo nữa chắc là thôi, mình phải phá hết mấy cái cỏ xung quanh này. Đã lỡ xây lại nhà rồi các bạn, thì chúng ta phải xây một cái nhà thật là to, thật là đẹp các bạn hiểu không? Ok, bây giờ mình sẽ xây một cái nhà thật là đẹp luôn. Thì ở đây nè, mình có mua cho mình rất là nhiều gỗ luôn các bạn ơi. Với cái đống gỗ này mình có thể xây được một cái nhà siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Ok, với lại đây mình có mua thêm mấy viên gạch nè, đó thấy không? Các bạn nhớ nhà của mình lần trước nó như thế nào không? Cái nhà lần trước của mình á là nó là một ngôi nhà bằng gỗ bạn ơi, nó mục nát hết trơn rồi. Cho nên lần này á mình muốn có một cái ngôi nhà thật là đẹp để mình ở, cho nên quyết định là mình đã mua gạch vậy để mình xây luôn các bạn ơi. Đó, mình xây nhà bằng gạch luôn nha các bạn nha, chó xịn. Ok, xây qua đây nè, sau đó là mình sẽ để hai cái cửa ở đây. Đây là cái cửa nè. Ok, tiếp theo nữa chỗ này chắc là sẽ là cái cửa sổ đi ha các bạn ha. Đó, ok, nối qua bên đây nè. Ui, tính ra là mình cũng giỏi ghê luôn á, mình cũng xây đẹp lắm chứ bộ, phải giỡn đâu. Ok. Để con gà kia đây cho chỗ khác coi. Vô ngắm nhà tao mày ra chỗ khác. À mà quên nữa bạn ơi, mình quên thông báo cho bạn á, là lần trước á do cái vụ nổ bạn cho nên là gà heo đây chết hết trơn rồi, còn đúng một con gà với một con heo bạn ơi. Mà thôi kệ, có còn hơn không. Ok, bây giờ mình sẽ xây như thế này nha. Rồi, mình sẽ xây cho xong cái nhà luôn rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha bạn.
Ok mấy bạn ơi, xin giới thiệu với mấy bạn nha, đây chính là ngôi nhà mới của mình nè. Xịn chưa, xịn chưa? Đấy, cái nhà của mình mấy bạn thì mình đã sửa lại rồi, bây giờ nhìn nó rất là sạch sẽ và đẹp luôn bạn ơi. Nhưng mà tính ra là giường của mình, giường ngủ với lại là ba lô với lại là tủ đồ của mình nó bị nổ tung hết trơn rồi, cho nên mình chưa mua lại được. Thôi kệ, xây cái nhà trước đi rồi mình sẽ mua giường ngủ rồi cái kiểu sau. Nói chung là đẹp đúng không các bạn? Mấy bạn thấy tài xây dựng của mình như thế nào, xịn không? Cái bà nữ bên kia bà đứng mới nhìn gì vậy ta? Thôi thôi kệ kệ bà đi. Ok thôi, bây giờ thì mình nghĩ rằng á là mình sẽ phải gọi là đập hết mấy cái cỏ xung quanh đây hết bạn ơi, và sau đó mình sẽ sửa lại cái đường nè để cho nó sạch đẹp hơn các bạn ạ. Ấy, nhà mình tuy là nghèo nhưng mà cũng phải gọi là người ta trang trí nhà cho thật là đẹp đúng không các bạn? Ok ok, cuộc đời vẫn đẹp sao, mọi thứ vẫn đẹp sao. Rồi ok, bây giờ cắm cái hoa trước nhà nè. Trời ơi, quá là thơ mộng luôn bạn ơi. Ok, wow, quá là đẹp luôn nha. Nhưng mà khoan đã, sao mà tự nhiên mình xây xong cái nhà cái mình thấy nó hơi đói bụng ta? Chắc là bây giờ mình phải đi kiếm gì đó ăn mới được, chứ mình thấy hơi đói bụng các bạn ơi. Nhưng mà ăn cái gì giờ ta? Ủa? Một quả trứng gà. Ui trời trời trời, may quá may quá may quá. Trời ơi, tự nhiên không lụm được quả trứng gà thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Mà khoan, từ từ. Ăn trứng gà không thì làm sao mà no được. Kiếm thêm gì để ăn nữa ta? Tôi quên. Nhà của mình vẫn còn một con heo mà bạn. Bây giờ làm thịt con heo để ăn thôi chứ cái gì nữa đúng không? Mày là heo. Xin lỗi heo nha heo, nhưng mà tao đang đói bụng. Ok, phải thịt heo nè. Rồi ok, ăn thôi. Nhưng mà khoan, vẫn còn một vấn đề các bạn ơi, đó chính là thịt heo sống thì làm sao ăn được. Phải thịt heo chín mới ăn được chứ. Tôi quên mất, tính ra bây giờ cái giường ngủ mà mình còn không có nữa thì làm gì đủ tiền để mua lò nướng mà nướng thịt heo chứ. Sao mà khổ vậy trời, đúng thiệt là xui xẻo mà. Hello bạn gì đó ơi. Hello. Trời ơi, cái bà kia bắt còn gọi mình làm gì đó trời. Thôi làm ơn đừng có ám tôi nữa. Khổ ghê luôn á. Ê, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra 1m50. Nhanh lên. Ủa gì vậy, tôi làm gì bạn đó mà bạn bắt tôi phải tránh xa 1m vậy luôn vậy? Gì vậy? Bạn á, tôi nói bạn nghe nè, bạn chính là cái đồ xui xẻo nhất trên đời luôn á. Từ lúc gặp bạn á, tôi nói thiệt là tôi gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo luôn. Tôi không muốn nói chuyện với bạn đâu. Thì cày về tôi là tôi hàng xóm cứ qua đây tôi hỏi thăm bạn thôi. Ủa nhà bạn mới nổ hả? Ui lạnh lặng rồi nè. Đẹp dữ. Kệ tôi, nhà tôi nổ rồi sao? Kệ tôi chứ, giờ tôi xây là nhà mới đẹp rồi đó. Rồi đó, từ nay bạn không được chơi nhà tôi là chuồng heo đâu nha. Biết rồi, nhưng mà tôi qua đây không phải là để ngắm ngôi nhà chuồng heo của bạn. Tôi có chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện gì? Hình như là tôi thấy bạn hình như đang đói bụng đúng không? Thì tôi cũng đói bụng rồi sao? Thì đó, thì tôi là một người hàng xóm tốt bụng nên tôi có định là cất công làm một món cực kỳ ngon luôn, đó chính là nắm cơm. Cái gì? Từ nhỏ giờ tôi chỉ nghe đến món cơm nắm chứ tôi thậm chí nghe đến món nắm cơm mà đợi. Cái gì vậy? Ủa thì món đó tôi tự tạo đâu ông vô duyên vậy? Đây nắm cơm thì tôi mới nấu luôn đó, cậu là người đầu tiên ăn đồ ăn của tôi luôn á. Đó, phải thật là vinh hạnh. Gì ghê vậy, lần đầu tiên ăn luôn á? Đâu? Thì nè, đây, ăn thử đây. Đây là nắm cơm của tôi làm đó. Wow, nắm cơm hả? Trời ơi, ủa cái này là cơm nắm mà bạn. Ủa, tôi đặt là nắm cơm được không? Tôi thích được không? Rồi, ok, thôi. Nói chung là nắm cơm. Rồi, thôi, nói chung là dù gì thì có cơm ăn cũng được các bạn ơi. Đỡ hơn hồi nãy không có cái gì để ăn. Thôi, không sao. Ăn thử đi, cho tôi cảm nhận đi. Ăn thử đi. Ok. Ê, mà khoan, từ từ. Không có chuyện đó đâu. Trả đó. Gì đó? Món nắm cơm của tôi. Tôi nói bạn nghe nè, mặc dù á là tôi đẹp trai thiệt, nhưng mà không có chuyện mà tôi dễ dãi đâu nha. Đừng có tưởng là tặng tôi nắm cơm xong rồi cái đầu gọi là tính gọi là làm quen với tôi cái gì. Không có chuyện đó đâu. Thôi đi về đi. Vậy? Đẹp trai à? Đúng rồi. Ủa gì vậy? Trời đất ơi. Ê cậu kia, nhà cậu không có gương đúng không? Hay là gương nhà cậu bể hết trơn rồi vậy? Nghĩ sao đẹp trai mà tôi tặng vậy? Ôi đi ghê quá. Đây ăn thử đi. Tôi thấy cậu đói bụng tôi đưa cho cậu rồi, cậu cũng cảm ơn tôi còn nói này nọ nữa. Ủa vậy hả? Trời ơi. Thì thôi, không thấy tôi đẹp trai thôi làm gì xỉa xối tôi với vậy. Thôi ăn làm gì ghê. Chung mà cũng cảm ơn nha. Để thử miếng coi bạn ơi, coi mùi vị như thế nào. Ăn thử đi. Ok. Nhầm. Ngon không? Ngon vậy? Hả? Sao?
Thật sự là cái cơm nắm này rất rất là ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Trời ơi, tết quá à. Trời ơi, cậu biết sao không? Đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp luôn á. Cậu cũng là người lần đầu tiên mà nấu gọi là ăn ăn tôi nấu luôn á. Vậy vậy luôn hả? Đây là lần đầu tiên bạn nấu món này luôn á hả? Sao? Cơm này là lần đầu tiên tôi gọi là nợ công gia cảnh á. Cơm này thật sự rất là ngon. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình phải nói là cơm ngon, mình mà nói là cơm dở thì lại bất lịch sự quá. Dù gì thì người ta cũng có ý tốt mà. Nhưng mà cái này đúng thật là một mùi vị không thể nào mà có thể kinh khủng hơn được. Mình muốn ói quá nhưng mà thôi đành phải nuốt vô vậy. Ok. Đó bạn ơi, ngon cơm hả? ngon lắm. Trời ơi, cậu đừng có lo, đây còn nhiều lắm, cậu cứ ăn đi, cậu cứ ăn đi, tôi làm nhiều lắm, quá trời luôn. Đây cứ ăn không ngại nha. Lúc nào đói thì cần tôi nha. Cậu cần ăn thêm không? Tôi lấy coi bên nhà còn nè, không cần đâu. Nhiều đây đủ rồi, cảm ơn bạn nha. Trời ơi, bạn tốt bụng quá. Tôi chưa từng thấy một người con gái nào mà tốt bụng như bạn luôn á. Trời ơi, phải cần khen. Nhà tôi trước giờ mà ai cũng khen tôi á. Thôi bây giờ tôi về nhà tôi nấu thêm nha. Đứng lại đợi tôi nha. Đợi tôi nha. Thôi bạn ơi. Lại tôi nó nghe nè. Thôi. Dạ. Tôi ăn nhiêu đây thôi được rồi. Bạn coi tôi ăn nè. Tôi ăn cho bạn xem. Tôi ăn hết luôn nha. Trời ơi, tôi ăn ngon gì mà cô ăn hết luôn hả? Trời ơi, cảm ơn cậu nha. Ngon lắm. Cơm ngon lắm đó. Trời, lần đầu tiên có một người ăn cơm nắm của tôi mà ngon đến nỗi mất ngất xỉu luôn. Trời ơi. Đúng rồi. Ngon lắm. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cậu nha. Em còn ăn thêm không? Còn sức ăn hay không? Tôi đưa cho cậu ăn nè. Thôi, không cần. Tôi ăn vậy là đủ rồi, no rồi. Cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng lắm. May quá. Trời ơi trời, cậu công nhận là cậu là một người cực kỳ thật thà luôn. Trời, tôi thích cậu đó nha. Em bây giờ hai thằng mình kết bạn đi. Hả? Gì? Kết bạn á? Nhưng mà tại sao lại muốn kết bạn với tôi? Tại vì cậu thật thà, cậu khen ăn tôi ngon nên tôi kết bạn với cậu. Xin lỗi ba mẹ nha, chắc đây sẽ là lần duy nhất con nói dối trong cuộc đời của con. Xin lỗi ba mẹ. Thôi cũng được. Thì nói chung là chúng ta kết bạn đi. Nhưng mà bạn tên là gì vậy? Ủa tôi hả? Tôi tên là Sammy. Ủa còn cậu tên gì vậy? Tôi không biết tên cậu nơi. Tôi tên là Phong Cận. Ôi, cái tên Sammy nghe dễ thương quá ha. Ôi, cảm ơn cậu nha. Trời, tên Phong Cận nghe thật thà ghê luôn á. Trời ơi, quá thật thà luôn, tôi thích rồi đó. Thật thà lắm. Ủa, nhưng mà tôi hỏi cái này nha. Ủa, sao cậu lại sống trong ngôi nhà như cái chuồng heo vậy? Sao không sống nhà nhau đồng đồng tí đi? Bạn ơi, bạn có thể nào đừng nói nhà mình giống chuồng heo được không? Mình tổn thương lắm bạn. Thôi, mình nói nhà bạn như chuồng bò nha. Cũng hơi giống á. Thôi kệ đi, bạn nói cái nhà tôi là như thế nào cũng được. Thì chuyện là như thế này nè, tôi á mới từ dưới quê lên, nhà của tôi nghèo lắm, nhưng mà tôi rất là chăm học, cho nên á là tôi xin phép ba mẹ tôi cho tôi được lên trên thành phố để đi học nè. Thì nhà nghèo cho nên là đâu có tiền gọi là thuê mấy cái căn nhà bự đâu, phải thuê căn nhà nhỏ nè. Mà hôm qua còn làm đổ nhà nữa, cho nên á là phải đền tiền quá trời luôn. Tôi đang khổ lắm luôn á. Ôi, cậu nghèo vậy luôn hả? Trời ơi, sao tôi cảm giác đồng cảm với cậu vậy? Hả? Đồng cảm á? Thôi, bạn đừng có buồn. Vậy là bạn cũng nghèo giống như tôi hả? Mất nghiêng rồi, nhà tôi cũng rất là nghèo luôn. Mỗi ngày tôi phải ăn sáng bằng tôm hùm của Alaska. Trời ơi, cua hoàng đế. Hả? Lúc nào cũng vậy á. Từ lúc tới trường tôi còn không có xe đạp để đạp luôn cơ. Tôi nghèo chứ không? Không có xe đạp luôn. Vậy bạn đi học bằng cái gì? Tôi đi học bằng siêu xe. Hả? Lamborghini. Hả? Trời ơi, nhiều lúc còn đi bằng máy bay đó cơ. Trời, buồn lắm cơ. Trời ơi, kể chuyện này còn kinh khủng hơn nè. Biết sao không? Tôi còn không được đi chơi nữa cơ. Hả? Trời ơi, sao trời ơi. Dưới vậy? Bạn không được đi chơi nữa hả? Trời, sao mình thấy tội nghiệp bạn quá. Vậy bình thường được cuối đi chơi trong nước đâu. Hả? Trong nước là tôi không được đi chơi. Tôi chỉ được đi chơi ở ngoài nước như là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hawaii. Đó, toàn đi chơi ở bên nước ngoài không mà. Ở trong nước đâu được đi chơi đâu, buồn lắm. Mình không ngờ gia đình bạn lại nghèo đến như vậy luôn á. Thật sự rất là nghèo. Nghèo ghê. Đây là hai
tụi mình nên làm bạn thân đi, trời, hai tụi mình nghèo như nhau mà. Trời ơi, hình như là bạn nữ này có vấn đề gì rồi các bạn ơi. Mình thấy hơi sợ bạn nữ này rồi nha. Biết rồi, Tám ơi. Bây giờ hôm nay tôi sẽ đi mua thịt bò Kobe để gọi là tổ chức một bữa tiệc, gọi là thịt nướng, để gọi là gì ta, chúc mừng tình bạn gọi là mới chúng ta. Đó, được không? Thiệt hả? Trời ơi, bò Kobe. Tôi nói bạn nghe nè, từ nhỏ đến giờ tôi sống ở dưới quê á, tôi chỉ toàn được ăn gọi là sao ta, thịt bò bình thường mà. Tôi chưa bao giờ nghe bò Kobe luôn á. Hình như tôi đọc trên báo là cái bò đó đắt tiền lắm, ngon lắm. Bạn đãi mình thiệt hả? Cái món đó là món ăn hàng ngày của tôi ăn tôi chán rồi luôn á, chứ món đó ăn là rẻ tiền nhất của tôi luôn á. Trời ơi, chúng ta thật nghèo giống nhau. Chúng ta thật là nghèo giống nhau nhỉ. Thôi được, bạn bao mình ăn là mình vui rồi. Vậy bạn nói, bạn đi mua đi. Bây giờ đi mua nha. Trời ơi, trời, có bạn mới nghèo giống mình rồi, vui quá trời luôn. Vui quá trời vui. La. Sao mà mình cảm thấy nguy hiểm quá bạn ơi. Mình thấy bạn nữ này có vẻ gọi là không bình thường thì phải. Thôi, chắc là mình vẫn kết bạn với bạn nữ vậy thôi. Không, thôi làm mấy cái nổi giận mẹ cắn mình là xong luôn á. Không được đâu. Ôi chết, quên. Trời ơi, mình nhà nghèo mà mình đâu có xe đạp mà đi đâu. Mình phải đi bằng siêu xe. Trời ơi, sao nghèo dữ vậy trời. Trời ơi, buồn quá, lúc nào phải đi siêu xe đó. Không có xe đạp như người bình thường á. Trời ơi, mình đúng là nghèo khổ mà. Bây giờ phải leo lên xe mua bò tôi. Bò cốt bê nha. Nội, khởi động xe nè. Trời ơi, ủa gì vậy? Trời ơi, cái bạn gì đó ơi, bạn làm cái gì, bạn lái xe bạn tung vô nhà tôi vậy? Trời ơi, trời ơi, nhà của tôi cháy nhà tôi ơi. Xong cái nhà tôi luôn rồi bạn ơi, nhà của tôi à. Trời ơi, ủa bạn, sao bạn hậu đậu quá, bạn lái xe bạn tung vô nhà tôi, bạn biết nhà tôi mới sửa không vậy? Ôi, mình xin lỗi nhưng mình đâu biết đâu, tự nhiên đang đi cái xe tự nhiên nó phanh cái mèo cái tay luôn. Ôi trời ơi. Giờ sao đây? Rồi. Ôi, mình xin lỗi nha. Thôi được rồi, không sao đâu. Bây giờ bạn đi mua đồ ăn đi, để nhà mình sửa cho. May mà mình vẫn còn đồ để mình sửa mà, không sao đâu. Bạn đi mua đi. Mình bây giờ mình đi mua nha. Rồi, để mình sửa. Mà mua thịt bò nấu làm sao ta? Hả? Gì? Cái gì? Bạn nói gì? Thì mình nói là mua thịt bò nấu sao ta? Ủa? Vậy là bạn không biết nấu ăn hả? Thì mình biết mua à, còn nấu thì hên xui. Trời ơi, vậy mà hồi nãy còn đòi đãi tôi ăn thịt bò nữa. Thôi được rồi, bây giờ bạn ra ngoài gọi là tiệm bán thịt bò, bạn mua cho tôi gọi là hai đứa mình ăn, chắc mua tầm 5kg thịt bò đi. Không sao đâu, mua 5kg đi, một mình tôi ăn hết cho. Với lại mua cho tôi thêm cái gì ta, người ta gọi đó là gì à? Bình ga, đúng rồi, mua bình ga để mình về mình còn nấu thịt bò mình xào nữa, hiểu không? Với lại là mua cho tôi thêm rau củ nữa, đó là tôi nấu được, hiểu không? Ủa, thật luôn hả? Ui, trời, không ngờ bà biết nấu ăn luôn hả? Hay vậy? Đi, trời, tôi là ở dưới quê là tôi nấu ăn cho ba mẹ tôi suốt, tôi nấu ăn hơi bị ngon luôn á. Okay, đi mua đi bà nội, để tôi còn dập nhà của tôi nữa, cái nhà tôi nó bị cháy rồi nè. Ui chết rồi, bây giờ không có cái gì đi, tôi đi kiểu gì ta thôi, chắc đi bây bộ giờ lấy máy bay đi bà. Tôi lạy bà. Bà làm ơn, bà đi bộ giùm tôi đi, cảm ơn. Ok rồi, bây giờ tôi đi nha, bye bye nha, bye bye nha, bye bye, bye bye. Đây đây. Đi bộ hai. Cái nhà mới sửa, khổ quá à. Trời ơi các bạn ơi, mệt quá mà. Cuối cùng thì mình cũng đã sửa xong lại ngôi nhà của mình rồi. Cũng may là hồi nãy mình còn dư một tí vật liệu xây dựng á, thì mình cũng sửa lại được. Bây giờ mà nó bị hỏng thêm một lần nữa là coi như á là mình không còn tiền để mà sửa luôn các bạn ơi. Mình phải đợi hồng cái bạn nữ kia mới được. Ủa gì vậy? Không ơi, tôi mua thịt bò xong về rồi nè. Trời ơi, đau quá. Cái gì mà con gái con lứa gì đâu mà chạy mà tung vô trong cái bình chữa cháy vậy? Ôi trời ơi. Tôi đây. Ui da, trời ơi đau quá ta. Đây, thịt bò nè. Đúng rồi. Ơi. Con gái con lứa lần sau làm ơn gọi là người ta để ý một chút giúp tôi cái. Bà cứ chạy lung tung vậy có ngày té rồi sao? Rồi thịt bò đâu? Tôi biết mà. Đây thịt bò nè, tôi mua quá trời luôn, 5kg thịt bò cho ông á. Ui nhiều vậy. Ok thôi được rồi, bây giờ bọn mình qua bên nhà thôi, qua nhà bà đi chứ nhà tôi đâu có cái gì đâu để nấu. Đúng không? Qua nhà tôi đi, nhà tôi nhiều cái cần nấu lắm. Đi. Ok, đây. Wow, trời ơi Sammy ơi, bà chuẩn bị nguyên cái bếp như thế này để cho tôi nấu ăn luôn hả?
Trời ơi, tất nhiên rồi, tôi biết hôm nay ông qua nấu ăn mà. Đó, thấy mới không? Thấy xịn, thấy mới không? Ôi trời ơi, nhìn cái gì cũng còn mới hết trơn á. Trời ơi, xịn quá à. Tất nhiên là mới rồi, tại vì tôi có nói ăn đâu mà nó không cũ. Rồi sao nó cũ được? Tôi thấy bà tự hào quá ha. Bà con gái bà không biết nấu ăn mà bà tự hào quá. Ủa gì đâu, ba tôi bà con gái không cần nấu ăn, chỉ cần là gì ta, chỉ cần là chỉ cần biết xinh đẹp là được rồi. Ba tôi nói vậy á. Trời ơi. Rồi, ok thôi được rồi. Bây giờ bà đưa đồ ăn đây tôi nấu cho. Gì là chứ dầm ba cái này dễ. Ok, tôi sẽ chỗ tài nấu ăn. Bây giờ mình sẽ chỗ tài nấu ăn của mình cho mấy bạn và Sammy xem cách mình nấu ăn nha các bạn nha. Đây, ồ, như chỗ này mà thấy có cái tủ lạnh. Ui, trời ơi, cái gì mà trong tủ lạnh nhiều đồ ăn như vậy? Quá xịn luôn, còn gì đâu. Ui, dụng cụ làm bếp nè. Wow, xịn. Rồi ok, hôm nay tôi sẽ làm cho Sammy món món gì vậy ta? Món thịt bò xào cà chua. Đúng rồi, thịt bò Kobe xào cà chua. Nghe hay dữ vậy. Ok, ui, hình như là ở đây à, tôi thấy có cà chua nè. Đây, tôi sẽ lấy miếng cà chua. Rồi, tiếp theo đó nữa, tôi sẽ bỏ nó vào trong cái này là gì ta? Cái cối nè, tôi sẽ giả. Đó, thấy không? Đó, tôi đặt quả cà chua nè. Đó, quả cà chua. Nó sẽ nát ra và sau đó tôi sẽ lụm vô. Mà bà biết cái cà chua này mình sẽ làm món gì không Sam? Để đắp mặt nạ đúng không? Thường thường cái này tôi hay đắp nè. Tào lao. Cái món này là người ta hồi nãy tôi mới vừa đọc xong luôn á, là cà chua xào thịt bò mới vừa nói xong mà đã quên rồi. Rồi, nhớ. Ok, rồi được một tí nè. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ lấy chúng ta một cái chảo đây. Mình sẽ đặt cái chảo trên đây nha các bạn nha. Rồi ok. Sau đó mình sẽ bỏ thịt bò vô. Ui thơm nha. Bà nghe mùi thơm không? Thơm quá nha. Thơm quá trời luôn. Ok, sau đó mình sẽ bỏ cà chua vô. Rồi ok, rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy cho mình một cái sẻng nè. Đó, để mình xào nha. Đó, xào nè. Rồi, nhìn ông y chang như là Master Chief luôn á. Trời ơi. Là biết là Master Chief là đầu bếp đó. Đúng hay rồi, à. Tôi đầu bếp chuyên nghiệp mà, bà nói gì vậy? Ok, bỏ cà chua nè, xào nè. Đó, hơi bị ngon luôn. Trời ơi, xịn sò quá. Rồi ok, bây giờ để một tí đi, cho nó chín đi. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ làm món tiếp theo là thịt bò Kobe nướng. Mình sẽ bỏ mấy thịt bò trên đây. Sau đó mình sẽ lấy cho mình một ít than nè. Ok, đây mình sẽ lấy than, mình thắp lên. Rồi ok. Đó. Rồi bây giờ chờ cho gọi là nó nướng mấy thịt bò nè bạn. Đó, hơi bị thơm luôn nha. Đây, hơi bị thơm luôn. Trời ơi. Đẹp vậy? Ui, sao xèo vậy? Nghe tôi chiên xèo thơm không? Đó. Trời ơi. Hay quá là ngon luôn. Rồi ok. Tiếp theo nữa, đã có thịt bò Kobe rồi, không thể nào mà có thể thiếu gọi là nước chấm, mấy bạn hiểu không? Chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng phải cần có nước chấm hết. Ê, sắp miếng thịt bò chín đấy nè. Lấy đâu? Ok. Wow. Có cái chén không? À đây, tôi có cái chén nè. Đây rồi, bây giờ Sam bỏ miếng thịt bò lên đi. Ủa đây là cái dĩa mà phải cái chén đâu? Cái dĩa, bỏ lên đi bà nội. Này, rồi ok này, rồi bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta đây mình có cái quạt nè, để mình quạt cái thịt bò mau chín. Quạt nè. Ok. Ôi. Rồi ôi, bây giờ xịn vậy? Bỏ thêm một tí dầu ăn vô. Hey. Ok. Bỏ cà chua vô. Ok, xào nè. Ghê không? Wow. Rồi, quạt. Nè Sam đứng, Sam cầm cái quạt, Sam quạt cho đồ ăn mau chín đi Sam. Rồi đây quạt nè. Đó. Okay. Ui quạt nó lên lửa nè. Ui, quạt lửa nè. Bây giờ tiếp theo các bạn ơi, hồi nãy mình đã nói á, thịt bò đã có, chúng ta cần phải có thêm nước chấm đúng không? Thì ở đây mình có chuẩn bị cho mình đâu ta? Nước chấm có cái gì để làm nước chấm không ta? À đây, có trái chanh nè. Đây, chanh thì làm nước chấm là số 1 luôn. Mình sẽ bỏ mấy trái chanh vô trong đây nha các bạn nha. Ở đây mình có một cái máy, hình như máy này là để nghiền chanh nè các bạn. Chúng ta sẽ nghiền nó ra. Nghiền ra nè. Hot. Nó có nước chanh nè Sam. Ghê không? Nghiền ra. Ghê không? Tôi nấu ăn mà. Ơi Sam ơi, coi chín chưa Sam? Ủa cái này đen từ luôn nè, chín chưa ta? Trời ơi. Bà không để ý nữa hả? Đây tôi bỏ thêm than vô nè cho nó mau chín. Rồi quạt đi. Đây tôi quạt nè, chỗ nó lên quá trời lửa nè. Ok rồi. Tiếp theo nữa, thịt bò đã có rồi nè, nước chấm đã có. Thì không thể nào mà ăn thịt bò không được các bạn ơi, chúng ta cần phải có cơm. Ok. Thì ở đây có cơm ta, sao mưa nhà bà có cơm không? Cơm hả? Ủa có mà ta. Có không thì có cơm mà. Ta. Ôi bà có lúa nè, chứ không có cơm. Khổ ghê á. Thôi để tôi chỗ tài cho. Ở đây có cái máy để xay lúa nè. Ta sẽ bỏ lúa trong đây, xong ta sẽ xay nha các bạn nha. Xay. Ủa sao mày không biết xay? Tôi không biết gì hết luôn á. Cái máy này tôi tưởng để chân nha, tôi có biết gì đâu. Trời ơi. Vậy? Tại vì tôi sống ở dưới quê á, cho nên là tôi biết xài mấy cái máy này nè. Nó ra cục cơm nè Sam. Nó ra cục cơm này nè. Lụm đi. Đây, tôi
lượm cho. Đó. Xịn chưa, xịn chưa? Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi sống ở dưới quê á, tôi hay phụ giúp mẹ tôi gọi là nấu ăn lắm, cho nên tôi cũng biết sơ sơ à. Nói chung là tôi nấu ăn cũng ngon. Mấy bạn nhỏ nhớ nè, là phải nghe lời Phong nè, là ở nhà là nhớ phụ giúp ba mẹ việc nhà nha, để cho ba mẹ đỡ cực nha bạn. Chứ ba mẹ đã đi làm suốt ngày gọi là lo chúng ta rồi mà chúng ta ở nhà chúng ta nằm chơi không là không được đâu. Chúng ta phải nhớ phụ giúp ba mẹ việc nhà. Ở nhà là Phong hay phụ mẹ Phong nấu cơm đó bạn ơi. À ok. Rồi, ok, cũng sắp xong cơm rồi đó. Bây giờ tiếp theo nữa thì để mình xem coi thịt bò này gần chín chưa ta. Cũng gần chín rồi đó. Mình sẽ đảo thêm một tí nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ coi có ớt nè. Được được, mình sẽ bỏ ớt lên trên đây. Sau đó mình sẽ cầm con dao băm ớt, băm. Ôi, tôi thấy cay quá ta, cay quá trời. Trời ơi, mình đã ăn thịt bò là mình phải có tí ớt cho nó mới ngon sao, hiểu không? Đó, băm. Thấy được chuyên nghiệp không? Ôi sao cái gì ông gọi là ông biết làm hết vậy? Hỏi hay tôi quá. Mà bỏ ớt vô đây nè, bỏ ớt vô nè. Ok rồi, sao? Hình như tắt lửa rồi. Thang đâu? Ui, thang đâu? Chết, để tôi quạt lửa lên cho đó. Tôi thổi lửa cho nè. Rồi, ok. Để xem coi. Bây giờ ui trời tối mất tiêu rồi. Cũng chuẩn bị sắp ăn được rồi các bạn ơi. Thịt bò đã có, cơm đã có. Chúng ta cần cái gì nữa ta? À, đúng rồi, nước uống. Quên mất, phải cần có nước uống nữa. Sammy ơi, bà muốn uống nước gì nè? Nước à, nước dưa hấu được không? Dưa hấu hả? Được thôi, để tôi. Rồi, bây giờ là Sammy muốn uống nước dưa hấu đúng không? Đây, để Phong chỗ tài cho coi nè. Đầu tiên á là Phong sẽ bỏ vào trong đây hai quả táo để tăng thêm vị ngọt nha. Sau đó bỏ thêm 4 miếng dưa hấu vô nè, sau đó bấm nút. Tít. Đó, sẽ xay nè. Ui, nó đang làm kìa. Đó nè, một tí nữa nó sẽ biến thành nước nè, coi nè. Ồ, ghê chưa. Rồi, bây giờ tôi sẽ múc nước nè. Đó, quá trời nước luôn. Đây, Sammy uống thử đi. Ui, ủa, uống được luôn hả? Uống được á, uống thử đi. Ui, ngon quá. Ngon đúng không? Trời, tôi mà. Ok, rồi, bây giờ nè, Sammy cầm đi, tôi sẽ múc thêm nè, nhiều lắm. Ok, rồi. Tôi á thì tôi không thích uống nước dưa hấu, cho nên á là tôi sẽ uống nước ớt nha. Tôi bỏ ớt vô. Trời ơi, sao uống được không hả? Thôi tôi giỡn. Tôi giỡn, ai mà uống nước ớt được bà nội. Đây tôi sẽ bỏ một ít bánh quy vô nè, sau đó tôi sẽ bỏ sữa vô. Sau đó tôi sẽ xoay lên. Ủa, hình như là hơi nhiều bánh quy sao mày? Từ để tôi lấy ra bớt. Hơi nhiều. Nước kem hay sao vậy? Nước đúng kem rồi. Hả? Tôi làm món sữa bánh quy với lại kem. Đó, ok. Xoay lên nè. Đố Sam nó màu gì? Chắc chắn là nó sẽ ra màu của bánh quy. Sai rồi, nó màu trắng. Ủa sao màu trắng hay vậy? Thì là sữa mà. Ok, bây giờ tôi sẽ múc đây nè, múc ra nè. À thật ra nó màu vàng Sam ơi. Ấy chưa, màu bánh quy kìa. Ok thôi kệ. Bây giờ nước là có rất là nhiều nè, quá trời nước luôn. Mà còn có thêm cả thịt bò. Thịt bò. Từ nãy giờ chín chứ vậy. No. Đâu rồi, cái giá. Sao. Ơi Sam ơi, thêm than vô nó chưa chín nè. Quẹt đây, thử lửa cho. Đó rồi, thử lửa nè. Rồi ok, có vẻ là cũng gần chín rồi đó. Tôi lấy nước chanh ra nè. Ok, lấy nước chanh ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa nè, sau đó mình sẽ lấy dĩa thịt bò ra. Đây, xem nè, dĩa thịt bò hơi bị ngon luôn nha. Coi nè. Đây, sao chanh 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 nè, chanh nè. Thịt bò nó xếp từng miếng kìa. Ui, trang trí đẹp vậy. Tôi mà. Sao muốn ăn thêm gì nữa không? Tôi nấu tiếp nè. Thôi, còn gì không? Nấu hết nữa tôi ăn đi. Trời ơi, ngon quá Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nấu thêm một món nữa, chính là thịt bò xào ớt nha. Được không? Vậy thôi, tôi không ăn đâu. Tôi ăn thịt bò này được rồi. Thôi, tôi ăn cay được đâu. Ok, vậy thôi. Thôi được rồi. Thịt bò nè, đã có rồi nè. Cơm cũng đã có nè. Bây giờ nước chấm cũng đã có và nước uống cũng đã có luôn. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi. Đúng thật là một ngày mệt mỏi luôn á. Cuối cùng thì cũng đã làm xong bàn thức ăn này rồi các bạn ơi. Quá là đẹp luôn các bạn nhìn nè. Có thịt bò nè, có cơm nè, có nước nè, mà còn có thêm đàn cầy nữa. Trời ơi, nhìn nó lãng mạn y như là một buổi hẹn hò vậy. Trời ngại quá. Nói gì vậy? Tôi chưa nghe ơi. Tôi đâu có nói gì đâu. Thôi, tôi mời Sam ăn nha. Tôi mời Sam ăn. Ok. Ngon không? Ôi, ngon dữ ta. Trời ơi, cơm tôi không thấy ngon rồi. Bây giờ tôi ăn thịt bò được không? Ăn đi. Ôi, thịt bò này á là tôi nướng hơi bị ngon luôn á. Đúng rồi. Tôi chợt nhận ra một điều này Sam ơi. Ủa, tính ra hồi nãy tôi có bảo bà là bà đi mua đồ mua thịt bò rồi có mua thêm bình ga nữa. Mà sao tự nhiên không nướng đồ ăn bằng bình ga đi? Nướng đồ ăn bằng gọi là bếp than làm gì cho nó lâu dữ ạ? Mấy cái bình ga đâu? Bình ga hả? Ừ. Ờ,
để tôi suy nghĩ coi. À, tôi biết rồi, bình ga ông nhờ tôi ông mua sáng nay đúng không? Ờ, mấy cái bình ga tôi nhờ bà mua để nấu ăn á. Bình ga tôi để nhà ông kìa. Hả? À, cái gì? Bà nói cái gì? Mấy cái bình ga bà bỏ ở bên nhà tôi á. Ôi trời ơi. Hả? Bên nhà tôi. Hello team, hello team.